bát tùm riệp xua nè thằng ọt nè à. Thằng ngày ní hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 68. Trong bài số 68 các bạn sẽ được học một phụ âm mới, đó là phụ âm giọng o, đó là chữ so. So nghĩa là trắng. Trong bài này mình sẽ học một số từ mới nha các bạn. Thì mình xin giới thiệu đây là chữ so. So là một phụ âm giọng o. So mình có các từ trong bài này: đo, sơ, ua, đo, sơ, ua, đua, sơ, đua, đua, đua nghĩa là múc, cho, sơ, ua, cho, sơ, chu, 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 cho, sơ, ua, chu, đọc là chu, co, sơ, o, co, sơ, co, co, đo, sơ, đê, đo, sơ, a, đa, đê, đa, bo, sơ, o, bo, sơ, o, bo, nhô sợ nhờ sợ nhơ to sợ tơ cho sụm chung nô sụ nô chùm nô. Mình có câu ứng dụng: po sẽ bê lo pen, po sẽ về lo sẽ le pen về le, po sợ ư cư cho sẽ yê chia mò sẽ mê pen về le cư chia mê. Đây là cái câu thời gian là vàng, bên về lại chính là thời gian, mét chính là vàng. Các bạn có thể đọc lại: sò sò đo ua đua đua hoa sô chua sô chu chu co sô co đo sê đê đo sê đa đê đa bo sô bo nhua sự như to sợ tơ cho sự ung chung nua sự ung nua chung nua pen về lè cư chìa me. Sau đây các bạn sẽ đi tìm hiểu nghĩa của các từ mà chúng ta đã được học: đua nghĩa là múc, múc cành, đua xâm lò, chu là bào, chu chơ là bào gỗ, co là cạo, có gió là cạo gió, đê đa là đầy rẫy, bô là quét, bô té là quét nhà, như là mồ hôi, chùm nua là thay thế, mé là vàng, bên về le là thời gian, cư chia chính là. Trong bài này có câu rất là hay ha: bên về le cư chia mé, thời gian là vàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở bài ôn tập bài 69. Chào tạm biệt các bạn. Xôm, ọc vinh, xôm, 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 xôm